Thưa quý vị, ở miền Bắc đêm nay mưa chỉ xuất hiện một vài nơi ở tỉnh Lai Châu và Điện Biên. Sang ngày mai trời không mưa, nắng mạnh từ sớm, nền nhiệt cao nhất ở hầu khắp Bắc Bộ vẫn duy trì trong ngưỡng từ 33 đến 35 độ. Thủ đô Hà Nội có nắng nóng với ngưỡng nhiệt cao từ 35 đến 36 độ. Cùng với đó thì độ ẩm trong không khí cũng cao trên mức 75% nên trời sẽ khá oi bức. Với miền Trung, nắng nóng cuối mùa tiếp tục duy trì ở các tỉnh thành phố từ Thanh Hóa trở vào đến Quảng Ngãi với mức nhiệt cao nhất trong ngày mai dao động trong khoảng từ 35 đến 37 độ. Cùng với nhiệt độ ngày tăng cao thì chỉ số tia UV ở các tỉnh miền Trung trong ngày mai cũng được dự báo sẽ cao nhất trên cả nước ở ngưỡng từ 8 đến 9. Do vậy, chúng ta nên hạn chế đi ra ngoài trời trong thời điểm trưa và đầu giờ chiều. Còn ở phía Nam, gió mùa Tây Nam khá yếu, vì thế mưa dông ở Nam Bộ và Tây Nguyên đều giảm nhanh. Trong đêm nay và cả ngày mai, tại Tây Nguyên và Nam Bộ chỉ còn mưa ở một vài nơi, ngày trời nắng. Nhiệt độ tại khu vực Tây Nguyên ở ngưỡng từ 30 đến 32 độ, còn ở Nam Bộ ngưỡng nhiệt là từ 33 đến 35 độ. Trên biển, tất cả các vùng biển ở nước ta đều có chung tình trạng gió nhẹ, sóng thấp, biển lặng. Ở khu vực huyện đảo Hoàng Sa không mưa, tuy nhiên ở khu vực phía nam của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Trường Sa có mưa rào và dông về chiều và tối, làm cho tầm nhìn xa bị giảm thấp xuống dưới 10 km. Và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh, thành phố trên cả nước.